Giáng Ngọc trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN trong chương trình Giáng Ngọc Show ngày hôm nay. Hôm nay thưa quý vị, Giáng Ngọc có một người em từ bên Boston qua đây, và đặc biệt khi cô nhắc lại thì Ngọc mới nhớ là Giáng Ngọc cũng đã có tâm tình với cô cách đây 8 năm về trước thưa quý vị, và bây giờ thì mới có cơ hội gặp gỡ lại cô. Cô cũng là ngoài là một tiếng hát trẻ, cô còn là một diễn viên điện ảnh, đó là KV Trần có mặt trong chương trình hôm nay. Giáng Ngọc rất là vui để được chào em. Dạ, em chào chị. KV xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay thì đến đây trong chương trình, Nhã Ngọc biết là KV từ bên Boston qua đây. KV qua Boston từ khi còn rất là trẻ đúng không em? Dạ vâng ạ. Cách đây 8 năm mà em gặp chị lần đầu tiên đó, là em được lên đây với lại một người nhạc sĩ. Thì đi ké thôi chị, chưa có được một cái talk show riêng của mình. Thành ra hôm nay là lần đầu tiên mà em được talk show riêng với chị, với lại quý vị khán giả ở đài SBTN. Nhưng mà lúc đó coi như 8 năm về trước thì KV vẫn chưa trở thành một ca sĩ. Em chỉ biết là mình hát được thôi chứ chưa chính thức là một ca sĩ. Dạ vâng, chưa. Yeah. Yeah. Nhưng mà khi mà nói tới điện ảnh lẫn vẫn là ca hát thì hai cái bộ môn đó nó đến với em như thế nào, và cái nào là cái trước đối với em? Dạ thật sự thì em đi hát trước, xong rồi sau đó thì em mới tham gia đóng phim. Thì em mới đóng phim khoảng 2 năm nay thôi. Thì em cảm thấy đây là một cái môn mà em cũng rất là thích, là bởi vì được đến với khán giả nhiều hơn qua những cái bộ phim truyền hình nhiều tập. Dạ, yeah. Khi nói tới phim ảnh thì Giáng Ngọc cũng biết là cần phải có cái sự đam mê mình mới theo đuổi được cái ngành nghề này. Bởi vì ca hát thì nó tương đối nó dễ hơn, nó không có mất thời gian mình mà nó đỡ cực hơn. Chứ đóng phim thì nó cực hơn nhiều đúng không? Dạ vâng, cực lắm chị. Tại vì có những bộ phim mà mình phải chôn vùi thân xác mình ở một cái vùng ghê núi. Dạ, rất là xa xác. Xôi. Rồi mà trong thời gian đóng phim là không có được nhận show hát. Rồi khi mà đóng phim thì nhiều khi là ở ngoài đường trời nắng, hoặc là buổi sáng phải thức dậy sớm, tối thì phải ngủ rất là trễ. Thành ra căng thẳng và áp lực hơn là đi hát rất là nhiều chị. Yeah, phải yêu nghề lắm á chị ơi mới chịu được lắm. Nhưng mà nói tới như vậy thì giữa ca hát và đóng phim thì cái ngành nào là cái ngành mà em cảm thấy nó thích hợp với em nhiều nhất? Thật sự thì dạo gần đây thì em đi hát nhiều hơn. Tại vì em cũng đang là muốn đến gần với lại khán giả ở hải ngoại nhiều hơn. Cho nên là em nhận các show hát ở khắp nơi trên các tiểu bang ở Hoa Kỳ. Yeah. Đối với cái ngành diễn viên thì Giáng Ngọc biết là nó rất là cực, học bài rồi đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà chọn một cái bộ phim hoặc là người đạo diễn chọn em để đóng một cái bộ phim nào đó, thì cho chị hỏi là thường thường cái sở trường của em là em thích hợp với những vai diễn như thế nào? Thường thường thì khi mà đạo diễn nhìn khuôn mặt của em á, thì họ hay nói là em hợp với lại những vai cá tánh. Những vai mà phản diện đó chị, tức là vai ác á. Vai ác? Dạ, càng ác thì nó càng hợp với em. Anh Quốc nghĩ gì, cảm nghĩ gì khi nhìn khuôn mặt của KV, có đúng không? Cũng hơi ác ác đó chứ. Trời ơi. Thật sự thì em đóng vai mà phản diện á thì em hợp hơn. Dạ, tại vì khi mà em đóng vai phản diện thì em diễn tả được cặp mắt của mình khi giận, khi tức ai. Còn mà khi mà đóng những cái vai mà hiền đó thì giờ phải làm thử một cái coi. như bây giờ thử giống như em diễn một cái câu, tức là em nói với lại một anh chàng nào đó mà em rất là giận, là chẳng hạn như là đừng bao giờ làm chuyện đó với tôi nữa. Em thử nói một câu như vậy mà diễn một cách đầy ác tính thử coi. Đây ác tính phải không? Vậy là bây giờ phải mượn anh. Nhìn anh Quốc Võ. Mượn anh phải không? Mượn anh nói là bây giờ coi như là anh mới phản bội em đi. Anh mới đi theo người khác ha. Okay. Thì mình diễn mới ra được phải không chị? Đúng rồi. Như chị người thứ ba nha. Không có đâu. Trời anh nghĩ sao vậy? Em xinh đẹp thế này mà anh bỏ em. Anh đi theo con mụ này hả? Trời ơi anh dòm coi. Anh dòm có nó bằng em không hả? Đó, nghe chưa? Thôi, cái này là em giỡn thôi chị. Chị rất là xinh đẹp, chị là một người phụ nữ không tuổi, có. Em nói thật luôn. Không có, thật sự. Cái này là phải nhập vai đó chị. Nhưng mà Giáng Ngọc phải công nhận quý vị đúng là một cái diễn viên có khác, vừa mới nói một cái là cô đã nhập vai ngay lập tức. Anh Quốc thấy là công nhận xuất sắc quá phải không? Ngồi mà rung cầm cặp kìa. Thưa quý vị, nói tới những vai diễn thì trước đến nay khi mà em đã cộng tác chung với một số vai diễn, thì đối với em cái vai nào thì em cảm thấy là em thành công nhất? Em thật sự thì trong đợt vừa qua là em mới xong một bộ phim ngắn về đề tài xã hội. Thì đây là một cái cuốn phim đầu tiên mà em được đóng một cái vai gọi là lột tả được một con người rất là đáng thương. Một người phụ nữ đã từng mang thai nhưng mà vì bị áp lực của gia đình cho nên cuối cùng thì người phụ nữ đó phải phá đi cái bào thai của mình. Nhưng mà khi mà sau khi phá rồi thì cái người phụ nữ đó rất là day dứt, rất là ân hận, trở thành một người điên, luôn luôn khóc mỗi đêm, ám ảnh về cái đứa con mà mình đã mất. Thì trong cuốn phim đó em phải lột tả ra được nhân vật của mình là mình đau đớn, mình xót xa cho cái thân phận của mình, là tại sao mình lại làm một cái tội lỗi lớn như vậy. Và rồi cuối cùng thì cái hậu quả là sau khi mà em phá thai thì em không sanh được nữa và em trở thành một người điên. Thành ra em phải diễn tả được hết cái sự điên dại của mình
mỗi đêm bị ám ảnh con hiện về báo mộng, rồi điên, rồi khóc, rồi chạy ra nghĩa địa tìm con. Thành ra nó rất là đáng thương. Dạ. À, nghe em nói tới cái vai diễn này thì đây là một trong những vai diễn khó chứ không phải là dễ. Khó lắm ạ. Rất là khó. Dạ. Nha. À, nhất là một cái tâm trạng của một người mà thật sự cái hoàn cảnh đó mình chưa bao giờ mình xảy ra đối với mình ngoài đời, đâm ra nó càng khó khăn hơn. Vậy thường thường khi mà mình muốn tạo một cái nhân vật thật để mà mình nhập tâm vào cái nhân vật đó, thì đối với riêng cá nhân em với cái vai diễn này, em có cần phải đi thu thập một số những cái dự kiện nào đó để cộng thêm vào cho cái phần diễn xuất của em nó xuất sắc hơn hay không? Dạ, chắc chắn có cái điều đó. Tức là khi mà em muốn diễn xuất thành một cái diễn viên nào thì em phải đi tìm hiểu về những cái tâm trạng của những diễn viên đó. Tức là em đóng cuốn phim vừa qua là về một cái cảm xúc của những người phụ nữ mà mới phá thai xong đó, thì em cũng lên trên báo em đọc những cảm xúc, những cái tâm sự của những người mẹ mất con thật. Hoặc là em đi em phỏng vấn những bạn trẻ mà đã từng có cái hoàn cảnh như vậy, để mình nghe cái tiếng nói của họ và mình có thể biết được là họ đau khổ như thế nào, và mình đặt mình vào họ, thì khi mình diễn xuất được cái vai của mình nó sẽ thật hơn. Dạ, yeah. Hồi nãy giờ chúng ta nhắc tới cái bộ phim mới này, nhưng mà quên không hỏi Kevi là cái bộ phim này nó có tên là gì vậy thưa em? Dạ, phim này là phim Xin Đừng Bỏ Con. À, ok. Dạ, tức là một tiếng nói thao thức của một đứa trẻ trong bụng mẹ là xin mẹ đừng có bỏ con. Dạ, wow. Rất là đáng thương ạ. Chị Ngọc thấy là đây là một trong những cái tệ nạn mà hình như là bây giờ nó cũng xảy ra khá nhiều, và cái đó cũng là lý do mà chúng ta có cái bộ phim này. Thì cũng hy vọng với cái bộ phim này thì các bạn trẻ có thể nhìn vào đó và suy nghĩ một chút trước khi mà mình làm bất cứ một cái việc gì. Yeah. Yeah. Ngày hôm nay đến đây trong chương trình không phải chỉ với cái tài năng diễn xuất của Kevi không thôi, mà Giang Ngọc còn biết là Kevi đó nói là Kevi rất là yêu về âm nhạc, và sau này có lẽ là cô đi chính về âm nhạc nhiều hơn. Vậy thì nói tới âm nhạc thì cái sở trường của em là những dòng nhạc như thế nào? Dạ, thật sự thì em là dòng nhạc trẻ trữ tình. Nhưng mà khi mà em diễn trên những sân khấu ở hải ngoại đó, thì trong những chương trình dạ vũ thì khán giả yêu cầu em hát nhạc xưa. Thành ra chính vì đó là một cái mới cho em, mà em cần phải học thêm về những cái dòng nhạc xưa. Và khi hát được rồi thì em cảm thấy em thích lắm ạ. Bây giờ Kevi có thể cho khán giả nghe cái bài hát cũng như cái giọng hát của Kevi để giới thiệu cùng với tất cả quý vị khán giả ở khắp mọi nơi được không? Vâng ạ. Kevi xin được đến quý vị một ca khúc rất là quen thuộc. Mà khi mà Kevi hát lên ca khúc này thì chắc chắn quý vị sẽ nhận ra được đây là một ca khúc mà quý vị đã từng yêu mến trong suốt thời gian vừa qua. Xin mời chị cũng như là quý vị khán giả lắng nghe ca khúc Tango Dị Vãng.
mộng sầu nhớ mênh mang. Anh xót xa cho thân người, lữ khách nơi phương trời, buồn hơn lá thu rơi. Em ngóng quê hương xa mờ, gọi ân tình quá bơ vơ. Anh ngóng chim bay thân thờ, thương nhớ hơn bao giờ, tưởng thiên thu đứng chờ. Bài tăng hôn hôm nào, bước đi tăng hôn người yêu, thành kỷ niệm ngàn sau, thành vết thương tình yêu, thành những cơn cuồng bão. Bài tăng hôn xa rồi, bước đi tăng hôn lẻ loi, năm xưa hoang tàn lòng cô đơn muôn phần, thành phố vắng đi đôi tình nhân. Như lá xanh bỗng xa cành, đời em vàng vó mong manh. Như bóng chim kia xa bầy, em sống cho qua ngày và cho qua kiếp này. Như bóng chim kia xa bầy, em sống cho qua ngày và cho qua kiếp này.